3, 2, 1, on air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi và Cao Thắng. Em sợ sản xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Hi, Jack. Ê, chị đẹp số lời nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da! Chương trị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi trường. Ngưng diễn. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Vậy cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ê, anh sao kìa? À, bên đi quán dư tá sắp đu cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Chúc ngon miệng đều tay nha mày. Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cháu bà ơi, kỳ ní là cung lý nè. Còn kỳ ní là hợp với con quyến. Còn mấy kỳ ní là phải lắm của tao. Ủa cháu cớ đi hiểu. 3, 2, 1. On air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi và Cao Thắng. Em sợ sản xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da! Chương trị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi trường. Ngưng diễn. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ê, anh sao kìa? À, bên đi quán dư tá sắp đu cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cháu bà ơi, kỳ ní là cung lý nè. Còn
cái ní là hợp với con Quyết. Còn mấy cái ní phải là của tao. Ủa chồng cớ đi hiểu. 3, 2, 1. On air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi với Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Hi, Jack. Ê, chị đẹp số lời nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da! Chương trị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi ngưng diễn. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Có gì á? Ê, anh trai kìa. À, vừa đi ngoán dư tá sắp đô cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Bài, 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 bài. Chúc ngon miệng đều tay nha mày. Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cháu bà ơi. Cái ní là cô Mí nè. Còn cái ní là hợp với con Quyết. Còn mấy cái ní phải là của tao. Ủa cháu cớ đi hiểu. 3, 2, 1. On air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi với Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da! Chương trị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi ngưng diễn. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Có gì á? Ê, anh trai kìa. À, vừa đi ngoán dư tá sắp đô cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Bài, 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 bài. Chúc ngon miệng đều tay nha mày. Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q.
1, 2, 3. Ủa cháu bà ơi, kỳ ní là con mí nè, còn kỳ ní là hợp với con quyết, còn mấy cái ní là phải là của tao. Ủa cháu cớ đi hiểu. 3, 2, 1, on air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi với Cao Thắng. Em sợ sẽ giúp không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Hi, Jack. Ê, chị đẹp số rồi nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da! Chương trí. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi ngưng diễn. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê, làm gì ồn ào vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Vậy cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ê, anh Trang kìa. À, vừa đi ngoán dư tá sắp đu cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè. Chúc ngon miệng đều tay nha mày. Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cháu bà ơi, kỳ ní là con mí nè, còn kỳ ní là hợp với con quyết, còn mấy cái ní là phải là của tao. Ủa cháu cớ đi hiểu. 3, 2, 1, on air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi với Cao Thắng. Em sợ sẽ giúp không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da! Chương trí. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi ngưng diễn. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê, làm gì ồn ào vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ê, anh Trang kìa. À, vừa đi ngoán dư tá sắp đu cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Chúc ngon miệng đều tay nha mày. Mấy
mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu, nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cháu bà ơi, cái ní là con mí nè, còn cái ní là hợp với con quyết, còn mấy cái ní phải là của tao. Ủa cháu cớ đi hiểu. 3, 2, 1. On air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi với Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số lời nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da. Chương chị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi ngưng diễn. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ủa kìa. Ê, anh Trang kìa. À, vừa đi ngoán dư tá sắp đô cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Bài, 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 bài. Chúc ngon miệng đều tay nha mày. Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu, nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cháu bà ơi, cái ní là con mí nè, còn cái ní là hợp với con quyết, còn mấy cái ní phải là của tao. Ủa cháu cớ đi hiểu. On air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi với Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số lời nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da. Chương chị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi ngưng diễn. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ủa kìa. Ê, anh Trang kìa. À, vừa đi ngoán dư tá sắp đô cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Bài, 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 bài. Bài.
miệng đều tay nha mày. Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cung chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cháu bà ơi, cái ní là con mí nè, còn cái ní là hợp với con quyến, còn mấy cái ní phải là của tao. Ủa cháu cớ đi hiểu. 3, 2, 1. On air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi và Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số lên nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da. Chân chị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Lương diện. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ủa kìa. Ê, anh Sa kìa. À, bữa đi quán dư tá sắp đồ cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cung chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cháu bà ơi, cái ní là con mí nè, còn cái ní là hợp với con quyến, còn mấy cái ní phải là của tao. Ủa cháu cớ đi hiểu. 3, 2, 1. On air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi và Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số lên nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da. Chân chị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi Lương diện. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ủa kìa. Ê, anh Sa kìa. À, vừa đi quán dư tá sắp đồ cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Bye 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 bye
ngon miệng đều cay nha mày. Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu, nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cháu mà ơi, cái ní là con mí nè, còn cái ní là hợp với con quyến, còn mấy cái ní là phải là của tao. Ủa cháu cớ đi hiểu. 3, 2, 1. On air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi với Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rơi nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da. Chào chị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi ngưng diện. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị còn nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ủa kìa. Ê, anh Sa kìa. À, bên đi quán dư tá sắp đồ cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Chúc ngon miệng đều cay nha mày. Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu, nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cháu mà ơi, cái ní là con mí nè, còn cái ní là hợp với con quyến, còn mấy cái ní là phải là của tao. Ủa cháu cớ đi hiểu. On air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi với Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rơi nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da. Chào chị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi ngưng diện. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị còn nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ủa kìa. Ê, anh Sa kìa. À, bên đi quán dư tá sắp đồ cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Bye 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 bye
ngon miệng đều tay nha mày. Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu, nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cháu bà ơi, cái ní là con mí nè, còn cái ní là hợp với con quyết, còn mấy cái ní là phải là của tao. Ủa cháu cớ đi hiểu. 3, 2, 1. On air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi với Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rơi nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da. Chân chị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi ngưng diện. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị còn nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ủa kìa. Ê, anh sao kìa? À, vừa đi ngoan dư tá sắp đu cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu, nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cháu bà ơi, cái ní là con mí nè, còn cái ní là hợp với con quyết, còn mấy cái ní là phải là của tao. Ủa cháu cớ đi hiểu. 3, 2, 1, on air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi với Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rơi nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da. Chân chị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi ngưng diện. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị còn nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ủa kìa. Ê, anh sao kìa? À, vừa đi ngoan dư tá sắp đu cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Bye 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 bye
ngon miệng đều tay nha mày. Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu, nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cháu bà ơi, cái ní là con mí nè, còn cái ní là hợp với con quyến, còn mấy cái ní phải là của tao. Ủa cháu cớ đi hiểu. 3, 2, 1. On air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi với Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rơi nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da. Chương chị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi lương diện. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ê, anh sao kìa? À, bên đi quán dư tá sạc đồ cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu, nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cháu bà ơi, cái ní là con mí nè, còn cái ní là hợp với con quyến, còn mấy cái ní phải là của tao. Ủa cháu cớ đi hiểu. 3, 2, 1. On air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi với Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rơi nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da. Chương chị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi lương diện. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ê, anh sao kìa? À, bên đi quán dư tá sạc đồ cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Bye 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 bye
ngon miệng đều tay nha mày. Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu, nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cha mà ơi, cái ní là con mí nè, còn cái ní là hợp với con quyết, còn mấy cái ní là phải là của tao. Ủa chồng cớ đi hiểu. 3, 2, 1. On air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi và Cao Thắng. Em sợ phải xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rơi nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da. Chương chị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi ngưng diễn. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ê, anh trai kìa. À, vừa đi quán dư tá sắp đu cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu, nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cha mà ơi, cái ní là con mí nè, còn cái ní là hợp với con quyết, còn mấy cái ní là phải là của tao. Ủa chồng cớ đi hiểu. 3, 2, 1. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi và Cao Thắng. Em sợ phải xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rơi nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da. Chương chị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi ngưng diễn. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ê, anh trai kìa. À, vừa đi quán dư tá sắp đu cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Bye 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 bye
ngon miệng đều tay nha mày. Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cháu bà ơi, cái ní là con mí nè, còn cái ní là hợp với con quyến, còn mấy cái ní phải là của tao. Ủa cháu cớ đi hiểu. 3, 2, 1. On air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi và Cao Thắng. Em sợ mình giúp không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rồi nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da. Chương chị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi ngưng diễn. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị còn nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ê, anh trai kìa. À, vừa đi quán dư tá sắp đu cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Bye 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 bye. Chúc ngon miệng đều tay nha mày. Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cháu bà ơi, cái ní là con mí nè, còn cái ní là hợp với con quyến, còn mấy cái ní phải là của tao. Ủa cháu cớ đi hiểu. On air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi và Cao Thắng. Em sợ mình giúp không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rồi nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da. Chương chị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi ngưng diễn. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị còn nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ê, anh trai kìa. À, vừa đi quán dư tá sắp đu cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Bye 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 bye
mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cung chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cha mà ơi, chị nghĩ là cô Mỹ này, cô kỳ nghĩ là hợp với con Quyến, cô phải kỳ nghĩ là phải là của tao. Ủa chồng cớ đi hiểu. 3, 2, 1. On air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi với Cao Thắng. Em sợ mình giúp không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rơi nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da. Chân chị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi ngưng diện. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Vậy cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ê, anh trai kìa. À, bên đi ngoan dư tá sắp đu cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cung chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cha mà ơi, kỳ nghĩ là cô Mỹ này, cô kỳ nghĩ là hợp với con Quyến, cô phải kỳ nghĩ là phải là của tao. Ủa chồng cớ đi hiểu. 3, 2, 1. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi với Cao Thắng. Em sợ mình giúp không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số rơi nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da. Chân chị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi ngưng diện. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ê, anh trai kìa. À, bên đi ngoan dư tá sắp đu cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Bye.
miệng đều tay nha mày. Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu, nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cha mà ơi, kỳ ní là con mí nè, còn kỳ ní là hợp với con quyến, còn mấy cái ní là phải là của tao. Ủa chồng cớ đi hiểu. 3, 2, 1. On air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi và Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số lơi nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da. Chào chị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi ngưng diện. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ê, anh trai kìa. À, vừa đi ngoán dư tá sắp đu cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Chúc ngon miệng đều tay nha mày. Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu, nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cha mà ơi, kỳ ní là con mí nè, còn kỳ ní là hợp với con quyến, còn mấy cái ní là phải là của tao. Ủa chồng cớ đi hiểu. On air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Brandy Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi và Cao Thắng. Em sợ mình xuất không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Chị đẹp số lơi nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui. Sếp làm quen với nhân viên mới đi. Ta-da. Chào chị. Mục đích thật sự của cậu là gì? Tôi muốn làm quen với môi ngưng diện. Dạ, nghỉ việc đi. Tôi mới đi làm ngày đầu tiên. Tại sao tôi phải nghỉ việc chứ? Vậy thì chị với em tính cược với nhau ha. Chị sẽ giao việc cho em. Nếu em làm không được thì tự đưa đơn xin nghỉ việc. Chơi không? Ok, chơi. Ê! Làm gì hồn màu vậy? Jack đã bút được hai vợ chồng Trần Giang với Nam Phương rồi. Cái gì? Thật ra cậu là ai vậy? Tại sao lại có ý định phá tôi chứ? Tại sao tôi phải phá chị chứ? Chị cậu nghĩ tôi sẽ tuyển một trai bao cho làm việc hả? Ê, anh trai kìa. À, vừa đi ngoán dư tá sắp đu cho mẹ tê. Mày ngây thơ quá. Con mẹ là ghệ của hắn đó. Nghĩ cách coi. Bây giờ làm cách nào để cho hắn nghỉ việc? Chứ tao không thể nào tập trung làm việc được luôn. Nè! Bye 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 bye
ngon miệng đều cay nha mày. Mấy cậu bé trẻ trâu làm sao mà cưỡng nổi sức hút của gái già lắm chiêu nhiều kinh nghiệm như chị em mình. Cùng chuối. Đây là món quà đặc biệt dành cho Miss Q. 1, 2, 3. Ủa cha mà ơi, chị Ní là cô Mí nè, cô kỳ Ní là hợp với con Quyết, cô phải kỳ Ní là phải là của tao. Ủa chồng cớ đi hiểu. 3, 2, 1, on air. Xin chào, tôi là Miss Q. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Showbiz Secret. Chẳng phải tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Còn đây là hội bạn thân ai nấy lo của tôi. Grande Americano for Miss Q, please. Thank you. Sao không chọn Đông Nhi với ông Cao Thắng? Hai người này sắp đám cưới với nhau. Ok, vậy chốt Đông Nhi với Cao Thắng. Em sợ mình giúp không kịp. Chuyện gì khó, để Miss Q lo. Hi, tôi là Jack. Hi, Jack. Ê, chị đẹp số lên nè. Mình ngủ quanh đó. Làm cho cô vui.